vận dụng quy luật vật lý bình đẳng, đúng không? Tiếp theo nữa, các bạn hình dung không? Có một bài học của quy luật bình đẳng tiếp theo này. Khi mà bạn càng hoảng sợ, khi càng có nỗi sợ hãi, thì làm sao? Oxy đốt cháy càng nhanh. Mà khi oxy đốt cháy càng nhanh thì oxy dự trữ ở trong phổi của bạn thế nào? Oxy dự trữ ở trong phổi sẽ thì tiêu hao nhanh và bạn sẽ mất dần và mất hết oxy. Có đúng hay không? Vậy thì càng sợ hãi càng dễ chết hơn. Đó là một cái thứ quá khứ là khủng khiếp và gọi là rất là thâm thúy trong bài tập này. Các bạn hiểu không ạ? Và từ cái câu chuyện của cái chương trình siêu là đọc phụ huynh của Hải quân Hoa Kỳ, người ta rút ra được những quy luật bình đẳng trong cuộc sống và Công Trang vô cùng tâm đắc, và trong đó Công Trang đưa ra được những cái điều mà nó gọi là quy luật bình đẳng trong cuộc sống như thế này để giúp chúng ta đạt được cái hạnh phúc và thành công dễ dàng hơn, đúng không? Thế thì làm sao? À, bạn chỉ có khả năng hạnh phúc khi mà bạn bắt đầu nở nụ cười. Hay người ta còn nói là gì? Không phải chờ đến lúc bạn hạnh phúc rồi bạn mới bắt đầu nở nụ cười, mà bạn hãy nở ngay nụ cười để bạn có được cái sự hạnh phúc nó xuất hiện. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn không phải chờ đến lúc giàu có chúng ta mới đi chia sẻ, mà chúng ta nhờ cái việc sẻ chia như thế này chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn, đúng không? Tiếp theo nữa, chúng ta không phải là bắt người khác tôn trọng mình, mà khi mình tôn trọng người khác, mình tôn trọng chính bản thân mình, lúc đó người khác sẽ tôn trọng mình hơn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, chúng ta không bắt buộc là mong chờ và cầu mong chờ đợi cái sự biết ơn từ người khác, mà ngay lập tức bạn phải nuôi dưỡng và thúc đẩy cái lòng biết ơn của mình đối với bản thân bạn, đối với người khác và đối với cả vũ trụ nữa. Thì lúc đấy làm sao? Bạn sẽ có nhiều sự hỗ trợ khác ở trong cuộc sống của mình mà người ta gọi là gì? Quý nhân phù trợ, đúng hay không? Đúng hay không? Và bất cứ trong một cái tình huống nào, một lĩnh vực nào đó, ở đâu đó, địa phương nào đó, bạn đều có được cái sự hỗ trợ giúp đỡ vô hình mà bạn không biết rằng là bạn đã gieo cái hạt đó từ bao giờ. Và cô Trang hy vọng rằng cái số người ngồi hôm nay cùng với Chốt Trang ở đây ở các tỉnh thành, và cô Trang sẽ có được cơ hội gặp các bạn ở trong đời sống thực tiễn, được không ạ? Và cô Trang gửi cái khát vọng đó vào vũ trụ để cô Trang có được cái giây phút gặp bạn ở trong cuộc sống thực tiễn đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta có được một cái ý thức niệm tập thể cùng gửi cái khát vọng này vào trong vũ trụ, được chưa? Đúng không ạ? Đó. Thế thì câu hỏi đặt ra từ những cái bài học từ quy luật bình đẳng của chương trình siêu Brown Proofing của Hoa Kỳ này đó là gì? Câu hỏi: đến thời điểm bạn đã tôn trọng chính mình chưa? Đến thời điểm này bạn đã biết ơn chính con người của bạn chưa? Đặt hai câu hỏi đó và trong số của bước cho cô Trang: mình đã tôn trọng mình chưa? Hỏi chồng. Tiếp theo: mình đã biết ơn chính mình chưa? Hỏi chồng. Đúng không? Đặt hai câu hỏi đó vào. Tiếp theo, cái lý do thứ ba, thưa các bạn, lý do thứ ba này, lý do thứ ba đó là chính là cái việc của bạn chưa giao tiếp, chưa biết cách giao tiếp với chính bản thân mình. Thì con người của chúng ta bao giờ cũng có ba loại mối quan hệ, hiểu không? Ba loại mối quan hệ: ai đó chưa biết thì đưa ra quan điểm của mình, ai đó đã biết rồi thì nói lại giúp cho cô Trang. Vì trong số ở đây cũng có những học trò của cô Trang ngồi đây tiếp tục nghe lại một vài những cái nội dung là đã cũ đối với họ, và cũng có một vài những cái nội dung rất rất mới đối với họ. Bởi vì cô Trang luôn luôn phải làm với mình, luôn phải làm với mình thì nó mới hấp dẫn thú vị, chứ không phải nó chán lắm các bạn ạ, đúng không? Ok, có ba loại mối quan hệ con người của chúng ta luôn, ai cũng có ba loại mối quan hệ, đúng không? Loại đầu tiên đó chính là gì ạ? À, rất là nhiều khi nhiều người bỏ qua loại đầu tiên này đấy, đúng không ạ? Ok, rất rất tuyệt vời. Loại đầu tiên phải là mối quan hệ với chính mình,
Loại thứ hai, mối quan hệ với tất cả những người khác. Và loại thứ ba, đó là mối quan hệ với vũ trụ, được không ạ? Các bạn khi nói đến ba loại mối quan hệ này, các bạn hãy nói bằng một lòng biết ơn vô hạn nha. Khi các bạn nói rằng tôi có ba loại mối quan hệ, đó chính là với chính mình, với tất cả những người khác và với vũ trụ. Khi nói điều đó, hãy đẩy lòng biết ơn của nó xuất hiện trong tế bào con người của bạn. Các bạn không biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Nó sẽ là những cái đòn bẩy vô hình. Người ta gọi là đòn bẩy siêu hình đấy. Đúng không? Chính mình này, người khác này, và vũ trụ này, thưa các bạn. Đó. Thế thì phần lớn hiện nay, chúng ta chỉ quan tâm đến mối quan hệ của vợ, bạn đời của mình ấy. Nào mối quan hệ với con cái, nào mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em, sếp, đồng nghiệp, lãnh đạo, rồi vân 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 bạn bè, huynh đệ thân hữu quần xa, đúng nào? Đó sẽ là toàn quan tâm đến mối quan hệ với cái loại thứ hai là cái loại với người khác. Nhưng cái loại số 1 và loại số 3 ít ai quan tâm. Và ngay bây giờ trở đi, muốn có thể thiết lập được mối quan hệ tốt với người khác, bạn phải thiết lập mối quan hệ tốt với chính mình. Và đây chính là trung ương điều khiển mọi loại mối quan hệ. Được chưa nào? Nếu bạn không làm tốt quan hệ với chính bạn, đừng bao giờ mong muốn có mối quan hệ tốt với người khác. Và đừng bao giờ mong muốn có mối quan hệ tốt với vũ trụ, người mẹ thiên nhiên, người mẹ trái đất ấy. Không có đâu. Đúng không? Và đây là nền tảng, là bước chân đầu tiên, là nấc thang đầu tiên để bạn có được những mối quan hệ hòa hợp khác. Nhớ điều này giúp cho cô cha nha. Đúng không? Chính mình, người khác và làm thế nào để chúng ta quan hệ tốt với chính mình đây? Có thể có ai đó nói rằng cái bài này nói sẵn sàng sao ấy. Mình là mình rồi, tại sao mình lại còn phải có mối quan hệ tốt với chính mình nữa? Thế thì các bạn có bao giờ đặt ra một câu hỏi như này không? Có bao giờ các bạn đặt ra một câu hỏi này không ạ? Tại sao mình bảo làm cái việc đấy rồi mà mình lại trì hoãn, mình không có làm, đúng không? Tại sao mình bảo cái việc đấy là việc xấu rồi, việc đấy tệ rồi, từng bước chân, từng nhúng chân vào đó nữa mà mình lại vẫn bước chân và nhúng chân vào? Tại sao mình bảo mối quan hệ này không có an toàn, đừng có kết nối, đừng có giao lưu, đừng có quan hệ, đừng có chơi, đừng có hợp tác, thế mà mình lại vẫn cứ làm đấy, mình cứ nhấn vào đấy, mình cứ nhúng chân vào đấy, đúng không? Tại sao mình lại bảo nóng giận là cái thứ mà nó là không có tốt gì, nó là tệ hại, nó là cái gì không có thông thái, đừng có nóng giận nữa, thế mà mình cứ nóng giận đấy. Vậy là lý do gì đấy? À, tất cả những cái điều mà nó không như mong muốn của bạn, đó là cái việc bạn đang không giao tiếp tốt với chính bản thân mình, là mối quan hệ đầu tiên, nền tảng để bạn đạt được sự hòa hợp cho các loại mối quan hệ khác. Các bạn hình dung cô Trang nói được này không? Đó, khắc sâu vào tiềm thức của bạn điều này nhá, đúng không? Khắc sâu vào, biết chữ quan hệ với chính mình to là khoanh đỏ vào, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta cần phải thiết lập cái việc giao tiếp với chính mình đúng, xuất sắc, được chưa? Đó, lý do thứ tư, ai đó comment giúp cho cô Trang luôn bây giờ đi. Comment luôn, lý do thứ tư ban nãy cô Trang nói đó là gì ạ? Comment. Và bây giờ cô Trang nói đến lý do thứ tư đây. Comment luôn, nhanh chóng lên, nhanh chóng lên. Lý do thứ tư mà chúng ta tìm lại được chính mình đó là gì đây? Các bạn. Keyword rất là cảm ơn cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh của tỉnh Thái Bình. Cảm ơn Bùi Thị Thúy Hằng. Vỗ tay cho Bùi Thị Thúy Hằng đi. Cảm ơn Thủy Đăng gắn kết cho từ khóa cuộc đời. Ok, được chưa nào? Lý do này nó rất là tuyệt vời. Và cô Trang tin chắc chưa ai nói với các bạn về điều này đâu. Bởi vì tất cả những thứ như này, cô Trang phải rất là chiêm nghiệm, phải là quán chiếu, phải lắng nghe bản thân mình, sau đó quan sát cái sự thay đổi của mình trong cái cuộc sống hàng ngày luôn. Và khi làm điều đó, các bạn chỉ có thể làm được khi bạn đưa mình vào trạng thái tĩnh lặng để bạn nghe mọi âm thanh của con người và cuộc sống. Ghi lại cho cô Trang câu này: chỉ khi các bạn tĩnh lặng để lắng nghe mọi âm thanh của con người và cuộc sống, bạn mới có khả năng
nhận ra được những điều tinh tế từ cuộc sống và đúc rút ra được những quy luật cho chính mình, đúng không? Ngoài những quy luật chung còn có thể đúc rút ra quy luật cho chính mình nữa, hãy nhớ điều này ha, đúng không? Rồi, lý do thứ tư rất là tuyệt vời luôn. Và hiện nay chàng tin rằng phần đông chúng ta đang mắc phải. Gán nghĩa cho các khái niệm, cho các keyword của cuộc đời mình. Được chưa? Thế thì lý do gì mà cô Trang lại đưa ra một cái nội dung này vào trong năm lý do đó? Bây giờ cô Trang muốn hỏi các bạn, ai đó, xin mời ai đó phát biểu giúp cho cô Trang. Theo bạn, hạnh phúc là gì? Thành công là gì? À, có thể trả lời một trong hai câu hỏi và nhiều câu trả lời kia cho một ai đó. Ai đó nhanh chóng nói chung giúp cho cô Trang. Theo bạn thì hạnh phúc là gì? Thành công là gì? Nhanh chóng nhé. Giơ tay lên. Và xin mời thạc sĩ Masubot Lê Mạnh Linh là điều phối chỗ này ạ. Nào, lên phát biểu đi. Ai đó có giơ tay, có tín hiệu giơ tay không? Đây ạ, có chị Thủy Tăng. Có chị Thủy Tăng ạ. Ok, có chị Thủy Tăng ạ. Rồi, mời chị Thủy Tăng ạ. Bật mic cho Thủy Tăng đi ạ. Thủy Tăng kết nối được chưa ạ? Thủy Tăng, bạn kết nối được chưa ạ? Cô Trang chưa nghe thấy âm thanh từ bạn. À, rồi, ok. Xin mời Lê Quỳnh. Rồi, mời Lê Quỳnh nào. Lê Quỳnh bật mic. Lê Quỳnh nghe thấy chưa? Cô sẽ bị hoa lần nữa. Hai thì mọi người sẽ tập luyện nghỉ ngơi. Rồi ngày sáng hôm sau thì mọi người quay một góc lại cho em. À, Lê Quỳnh lại học. Ok, rồi. Mời bạn Galaxy 7. Galaxy A7. Xin mời Galaxy A7. Galaxy A7. Nào, bạn bật mic lên. Bạn chia sẻ quan điểm của mình là hạnh phúc là gì theo bạn và thành công là gì theo bạn. Galaxy A7 đã kết nối được chưa? Ok. Galaxy A7 đã kết nối được chưa? Mẹ ơi, xe đạp con vẫn để ngoài đấy. Ok, rồi, có vẻ như trục truyền hoặc cái gì đó bao nay không thể kết nối được. Thì, thưa các bạn, nếu như các bạn gán nghĩa cho những cái từ khóa chính của cuộc đời mà mình bị sai, thì các bạn không bao giờ có thể đạt được hạnh phúc và thành công, và bạn không thể tìm lại được chính mình, đúng không? Các bạn không thể tìm lại chính mình được, đó. Và bởi vậy, các bạn phải gán nghĩa được cho các từ khóa chính của cuộc đời của mình. Thì đến lúc đó các bạn mới bước chân để đi đến cái đích mà bạn mong muốn. Ví dụ như những cái từ khóa chính, những khái niệm chính của cuộc sống của cuộc đời của bạn. Hạnh phúc là gì? Thành công là gì? Đúng nào? Liền với lại cả con người của bạn, mẹ thông thái là gì, ông bố thông thái là gì, các bạn hình dung ạ. Thì các bạn phải gán cái nghĩa đó một cách thông minh để cho những cái keyword của cuộc đời bạn nó không phải tiêu chuẩn của ai khác. Các bạn hiểu ý không ạ? Nó không theo tiêu chuẩn của ai khác. Bởi nếu bạn sống theo cái tiêu chuẩn của người khác, bạn sẽ không đạt được hạnh phúc và thành công, đúng không? Cho nên là bạn sẽ phải gắn những ý nghĩa cho các cái khái niệm, những cái ước của đời mình,
để mình có thể đạt được thành công và hạnh phúc một cách dễ dàng hơn. Vậy thì hạnh phúc đó là một trạng thái cảm xúc. Trước hết nó là một trạng thái cảm xúc đã, đúng không? Nó là một trạng thái cảm xúc mà ở đó bạn sẽ cảm thấy những cảm xúc tích cực từ mình có xuất hiện. Ví dụ vui vẻ, thoải mái, thấy đầy giá trị, thấy happy, thấy là mình có tình yêu thương, thấy có lòng biết ơn, thấy rất tự hào về bản thân, thấy tự hào về dân tộc, vân vân, đúng không? Tất cả những cái trạng thái mà nó là gì, cảm xúc tích cực thì nó đều có thể mang lại cho bạn hạnh phúc, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ có vô số cách để chúng ta khiến cho mình hạnh phúc, chứ không phải là có một hai cách. Tiếp theo, khái niệm về thành công. Bạn phải đưa khái niệm thành công cho mình. Ví dụ, chúng ta không thể lấy khái niệm thành công của người khác để đặt lên cho mình được. Ví dụ như là thành công của người nào đó là họ có 5 cái biệt thự, 5 đứa con, đó, một cô vợ và 4 cô bồ. Các bạn hình dung ạ? Ở khách sạn 5 sao, đúng không? Đó, ăn những cái món ăn mà nó gọi là sân hào hải vị. Ví dụ như vậy đi. Thế thì vậy nếu như bạn lấy cái tiêu chuẩn thành công và khái niệm thành công của người khác thì các bạn đã bị gì? Đúng không? Đài luôn, đúng không? Vậy thì thành công là gì? À, thành công đó là cái việc mà bạn đạt được mục tiêu, đạt được mục tiêu trong trạng thái mãn nguyện và nguyên tắc đạo đức của hệ sinh thái. Các bạn hãy ghi giúp cho cô Trang hai khái niệm hạnh phúc và thành công vừa rồi nhé. Nốt lại đi ạ. Thành công là việc chúng ta đạt được mục tiêu trong trạng thái mãn nguyện. Hay gọi là thành công là đạt mục tiêu một cách mãn nguyện và đảm bảo nguyên tắc hệ thống, đảm bảo nguyên tắc là đạt được hệ sinh thái. Ok, được không ạ? Đó, thì các bạn lưu ý về điều này ha. Tiếp theo nữa, một vài cái khái niệm, ví dụ như khái niệm về trung thủy, đúng không ạ? Khái niệm về trung thủy, nếu mà bạn đặt khái niệm về trung thủy mà nó có nhiều yếu tố quá thì bạn sẽ trở nên bất hạnh. Các bạn hình dung không ạ? Vậy thì mình sẽ đưa ra cái khái niệm trung thủy như thế nào, đúng không ạ? Khái niệm nó phải phù hợp với tiêu chuẩn của mình, không lấy tiêu chuẩn của người khác để đưa vào cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cô Trang có một cái câu nói như này: đừng lấy miệng của mình để can thiệp vào đời sống của người khác, và đừng lấy cái đầu của người khác để suy nghĩ cho cuộc sống của mình. Các bạn hình dung không ạ? Đó, thế đó chính là lý do thứ tư. Và lý do thứ năm, lý do thứ năm thưa các bạn, đó chính là các bạn hãy cho phép mình được tìm lại chính bản thân mình. Và đây nó thuộc về quyền của các bạn, chứ không thuộc về sự hỗ trợ, giúp đỡ của cô cha. Các bạn hãy dùng họ, thuộc về quyền của các bạn. Và cô cha chia sẻ, để chúng ta có thể thành công và hạnh phúc, có một ba câu hỏi sau đây các bạn luôn luôn đặt cho mình trong bất cứ một tình huống nào để các bạn có thể ra được quyết định, đúng không? Một ba câu hỏi quyền năng để trước mỗi một quyết định bạn cần ra thì bạn hãy đặt ba câu hỏi này để bạn tạo được cho mình động lực, tạo được mình lối đi và tạo được cho mình cái niềm hứng khởi, các bạn nhá. Câu hỏi thứ nhất đó là gì? Để làm gì? Để làm gì? Câu hỏi thứ hai, vì ai và vì ai nữa? Câu hỏi thứ ba, cách nào tốt nhất cho mình? Được chưa? Thứ nhất hỏi bất cứ một cái điều gì đó, hỏi là để làm gì, thứ hai vì ai và vì ai nữa, đúng không? Và thứ ba cách nào thì tốt nhất cho mình. Nhớ nhá, phải nói là cách nào tốt nhất cho mình nhá, chứ không phải là làm thế nào tốt nhất, không phải là cách nào tốt nhất,
cách tốt nhất của thiên hạ không phải là cách tốt nhất cho bạn. Các bạn hình dung ạ, không có thứ gì là tốt nhất mà chỉ có thứ phù hợp thôi. Cho nên mình phải đặt một câu hỏi, cách nào sẽ là tốt nhất cho mình? Cái tốt của thiên hạ chưa chắc đã là cái tốt cho mình. Các bạn hình dung ạ. Cho nên hãy gắn khái niệm phù hợp thay vì gắn khái niệm tốt nhất ở cuộc sống của bạn. Được chưa? Đó. Và cô Trang muốn nhờ cô Lê Mạnh Linh show ra màn hình chân dung của một người. Show ra màn hình chân dung của một người. Nhờ cô Lê Mạnh Linh. Cô Lê Mạnh Linh đã nghe rõ chưa ạ? Rồi, rất là tốt, tuyệt vời. Các bạn biết không? Chúng ta, mỗi một con người, chúng ta sẽ có 5 cái loại ngôn ngữ yêu thương. Khi các bạn tiếp cận tới một cái bức hình như thế này, thì điều gì nó sẽ xuất hiện ở trong bạn? Điều gì nó sẽ xảy ra ở trong bạn? Bạn nhìn đến chân dung của người này như thế nào? Đúng không? Cái điều gì mà nó phát tín hiệu ra cho bạn đầu tiên và bạn cảm nhận thấy đầu tiên, đúng không? Thứ nhất, con người của chúng ta sẽ có 5 cái loại ngôn ngữ yêu thương. Điều đầu tiên đó là lời nói yêu thương, các bạn nhá. 5 loại ngôn ngữ yêu thương, đầu tiên là lời nói yêu thương. Thứ hai đó là thời gian chia sẻ. Điều thứ ba nữa là ngôn tiếp xúc về cơ thể, tiếp xúc về cơ thể. Điều thứ tư đó chính là những món quà, và cuối cùng đó là hành động giúp đỡ. Các bạn hình dung ạ, 5 ngôn ngữ yêu thương, có 5 ngôn ngữ yêu thương. Vậy thì các bạn thuộc ngôn ngữ yêu thương nào trong số 5 ngôn ngữ yêu thương đó? Thứ nhất này, thứ nhất đó là gì? Thời gian chia sẻ, tiếp xúc về cơ thể. Thứ tư đó chính là những món quà, và cuối cùng đó là hành động giúp đỡ. Vậy thì lời nói yêu thương đó là cái biết người mà bạn luôn muốn nghe cái lời nói dịu dàng, yêu thương, lời khen tặng, đúng không? Những lời nói dễ nghe và là người vô cùng tình cảm, là người vô cùng cảm xúc. Tốc độ nói của bạn thì chậm, đúng không? Và bạn thích là người khác có búp bê che chở và tặng cho bạn những cái lời nói cực kỳ dễ nghe và ông yêu. Đó là tuyết thứ nhất. Tuyết thứ hai là thời gian chia sẻ. Bạn là cái tuyết người mà luôn muốn ở cạnh những người thân của mình hoặc những người tri kỷ của mình, hay những người đồng đội của mình thân thiết ấy, là luôn muốn ở cạnh họ, luôn muốn họ là đồng hành với mình được nhiều thời gian, đúng không? Thứ ba đó chính là tiếp xúc với cơ thể, tức là bạn luôn muốn được người khác vỗ vuốt ve che chở, ôm hôn, đúng không? Rồi massage hay cái gì đó, đúng rồi, được chưa nào? Và như vậy là ngôn ngữ thứ tư đó là gì? Là những món quà, những món quà. Và bạn luôn thích được tặng quà, đúng không? Luôn muốn được mọi người giúp đỡ về tài chính. Và cuối cùng đó là hành động giúp đỡ. Bạn thích được người khác là giúp đỡ bạn, bạn hình dung ạ? Và hỗ trợ bạn ở trong các cái công việc, từ cuộc sống cho đến là sự nghiệp của bạn. Vậy thì bạn sẽ xác định xem ngôn ngữ yêu thương nào của mình trong 5 ngôn ngữ đó nhé. Bạn xác định 2 ngôn ngữ trong 5 ngôn ngữ yêu thương đó của mình, đó là gì? Được chưa nào? Đó là gì? Đấy là về phần xác định ngôn ngữ yêu thương của chính mình, được không? Tiếp theo, có 4 loại tử huyệt về cảm xúc của con người. Vậy thì bạn sẽ phải xác định là một trong 4 loại tử huyệt cảm xúc đó của mình là như thế nào. 4 loại tử huyệt cảm xúc: tình, tiền, danh, kỷ. Tình là cái người mà bạn là những người trân trọng về tình cảm,
đúng không? Rất quan trọng về các mối quan hệ. Còn tiền là bạn coi trọng về tiền bạc, về tài chính, về đồ dùng, về vật dụng, về tài sản, về những món quà, đúng không? Về sự nghiệp, đúng không? Danh đó là bạn là con người coi trọng về danh tiếng, về giữ thể diện, rất thích là giữ hình ảnh, đúng không nào? Kỷ là bạn coi trọng về bản thân của mình, có nghĩa là cái người mà luôn muốn nâng cấp, phát triển bản thân, coi trọng về sức khỏe, đúng không? Coi trọng về mọi nhân tố về bản thân mình. Ví dụ, chắc chắn trong số các bạn ngồi đây hôm nay thì các bạn sẽ có tử huyệt cảm xúc đó là kỷ, có nghĩa là những con người luôn luôn muốn làm mới mình, nâng cấp bản thân mình, ham học hỏi, ham hiểu biết, đó, được chưa? Vậy thì bạn sẽ xác định là mình sẽ chứa được những tử huyệt cảm xúc nào trong bốn tử huyệt cảm xúc đó nhé. Năm ngôn ngữ yêu thương, 2/5 ngôn ngữ yêu thương và những tử huyệt cảm xúc nào trong bốn tử huyệt cảm xúc đó, bộ tứ tử huyệt cảm xúc, được chưa? Vậy thì vừa rồi cô Trang muốn đưa lại